Em chào tất cả các bác nhá. Thì hôm nay shop điện máy bên em sẽ test cho các bác cái con máy rửa xe Honda nhé, 3500W ạ. Máy có chế độ chỉnh áp nhé, automat đấy. Máy có zone tự ngắt nhé. Đây là khi đủ áp máy tự động ngừng đấy ạ. Đây, em sẽ test cho các bác xem máy thì tự động hút nước nhé. Đây là chế độ tia xòe nhá các bác nhá, tia xòe nhá. Đã, tự động ngừng nha các bác nha. Đấy, em sẽ chỉnh vào chế độ mạnh nhất nha. Đây là chế độ mạnh nhất nha. Phun nha. Phun xa. Các bác có nhìn thấy cái cây kia không ạ? Phun đến tận cây luôn. Quá cây luôn ạ. Phun lên tận đỉnh ngọn cây nha. Đây là chế độ phun sương nhá. Đây là chế độ phun sương đấy ạ. Phun sương này các bác tưới cây nhá. Rồi, em cảm ơn tất cả các bác đã xem video nhé.